các bạn, đây là vườn hoa Phú Cường. Tôi đã từng giới thiệu với các bạn. Hôm nay tôi lại có cái dịp quay lại đây. Vườn hoa Phú Cường vẫn đẹp như xưa, có khả năng là còn hơn nhiều nữa. Nay thấy khá đẹp luôn. Tôi và các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Ai là những người yêu hoa, nhìn thấy vườn hoa này đều thấy phấn khởi cả. Vâng, rất đẹp thưa các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là vườn hoa của Phú Cường, tại thôn Phú Cường, huyện Chư Sê, Gia Lai. Vâng, vườn hoa bây giờ là khá là trưởng thành, khá là đẹp luôn. Cây những cái gốc rất cổ thụ. Hoa nở quanh năm phục vụ cho những khách yêu hoa. Ngày tuần rằm có thể giải quyết rất đủ nhu cầu. Các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng nhé, vẻ đẹp thiên nhiên. Giờ đây là vẻ đẹp của nhân tạo lên. Vâng, những bông hoa rất đẹp thưa các bạn. Đây là những vườn hoa trên cao nguyên. Chủ vườn hoa là những người từ ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp đây, thưa các bạn. Từ Ninh Giang của ta đây. Các bạn Ninh Giang, các bạn trên Kiến Quốc, đây là người đồng hương của các bạn đây ạ. Làm lên vườn hoa xinh đẹp này. Vâng, vẫn khỏe. Vâng, chào bác. Cái con anh ấy nó lấy chồng ở gần nhà em đấy. À thế à? Nó này vậy. Vậy em nó có đâu anh nữa. Vâng. Thế là nó chết rồi anh. Ủa thế à? Nó chết rồi đấy. Nó bị gì đấy, nó chết rồi. Bị sao cơ? Nó bị xì đa. À. Nó lấy chồng ở cái nhà em bên đây đường bên kia đường không hả? À thế à? Ai thì bóc rỡ thì nghe thì quen lắm rồi. Vâng. Vâng, đấy mà anh. Vâng. Đây là gia chủ đây thưa các bạn, người Kiến Quốc. Vâng. Các bạn Ninh Giang nhìn gia chủ nhá. Nhìn đồng hương nhá. Đây là vườn hoa tại Phú Cường, Chư Sê, Gia Lai. Toàn hồng thưa các bạn, đủ các loại màu hoa. Hồng bạch, hồng ấu, hồng nhung, có đầy đủ cả. Các bạn nhìn thấy không? Vâng, vô cùng đẹp. Thật sự là rất đẹp. Tôi và các bạn đang lạc vào vườn hoa. Nhưng mà đây không phải là Nghi Tàm, Hà Nội. Và đây là Phú Cường, cao nguyên. Vâng, chúng ta đã no cơm, ấm áo. Giờ chúng ta có thể thưởng thức yêu hoa, quý hoa và chơi hoa. Vâng, các bạn nhìn đây, đủ màu sắc. Các bạn cùng tôi đương lạc vào công viên hoa.
Đẹp không các bạn? Quê hương Ninh Giang đâu, quê hương Kiến Quốc đâu, ngắm hoa nhé. Vâng, hoa đương đu đưa trong gió, thưa các bạn. Các bạn lạc vào đây như lạc vào một thiên đường hoa. Nhiều vô kể thưa các bạn. Có được những vườn hoa như thế này là cả một kỳ công. Tôi đã lâu lâu rồi, nay tôi lại quay lại. Vâng, vì nhớ hoa. Đẹp thưa các bạn, quá đẹp luôn. Đây là sau Tết, còn trước Tết chắc còn đẹp nữa, vì trước Tết tôi quá bận. Nay tôi mới lại quay lại đây. Vâng, thiên đường hoa thưa các bạn. Các bạn nhìn đây, không phải toàn hoa mà nó là mít luôn. Cây rất nhỏ cũng đã có quả rồi. Đúng là thiên đường hoa thưa các bạn. À thế hả? Cháu xuống đấy rồi. Vâng, thưa các bạn. Ít khi ta có dịp mà được ngắm hoa như thế này. Mong các bạn đừng bỏ qua nhé. Vâng, đây quả là một thiên đường. Chúng ta đương lạc vào công viên như là nghi tàm. Vâng, thưa các bạn, càng xuống càng nhiều. Thưa các bạn, rất nhiều. Gia chủ cả quả là một kỳ công. Tôi có thể quay hết phim nhưng chưa hết hoa. Các bạn nhớ số địa chỉ Bốt Phú Cường, Chư Sê Gia Lai, Vườn Hoa Hồng Phú Cường. Vâng, nhiều lắm thưa các bạn. Quá nhiều luôn.
Bạn nào có dịp du lịch, tham quan, ngắm cảnh, đừng quên vào vườn hoa hồng Phú Cường nhé. Vâng, chỗ nào cũng hoa, chúng ta lạc vào vườn hoa, lạc vào công viên hoa. Đi tham quan ở trên này, ở đây rất thoải mái bởi vì ở đây có cả những cây râm mát như cây mít, quả ra hoa trái rất nhiều hoa thơm trái ngọt. Vâng, vườn rất đa dạng cây thực vật, kể cả táo, ngoài Bắc cũng có mặt ở đây. Vâng, các bạn ngắm đây, vườn hoa đây, trời đất là hoa luôn. Hoa, mít, lạc vào đây không thiếu gì thức ăn luôn. Vâng, quá đẹp. Thưa các bạn, rất đẹp là rất đẹp. Làm rất bài bản. Một mảnh đất này phải vài ha. Các bạn nghĩ biết đấy, một vài ha là rất lớn, diện tích rất rộng. Mà hoa hết luôn, nhãn hết luôn, mít hết luôn. Quá đẹp luôn. Vâng, đây là hồng nhung thưa các bạn. Trong kia là hồng ấu, nhiều cây hồng ấu rất đẹp. Vâng, xa xa bên đây là một ngôi chùa tịnh xá của Phú Cường đây thưa các bạn. Nằm sát bên ngay chùa Phú Cường. Vườn hoa này nhớ, các bạn nhớ nằm bên vườn Phú Cường nhé, bên nhà chùa Phú Cường. Vâng, nhìn thấy cái đài viễn thông này là hai cái liền nhau này là đã đến vườn hoa Phú Cường rồi. Đẹp không các bạn? Vâng, tôi lạc vào đây như lạc vào một công viên. Hoa nhiều vô cùng kể luôn. Nói chung chỗ nào cũng hoa. Toàn hoa hồng thưa các bạn. Rất nhiều loại hồng. Có thể những bông hồng rất lớn và có những bông hồng rất nhỏ. Các bạn tùy thích. Những bạn nào chơi hoa khó tính nhất vào đây cũng có thể chiều chuộng được. Vâng, đây các bạn xem vườn mít này mát rượi luôn. Bước vào chỗ nào cũng là thiên đường hoa. Vâng, quả là một gia đình kỳ công. Đây, có những cái bông rất nhỏ như thế này thưa các bạn. Và có những cái bông rất lớn luôn. Tôi chỉ biết ngắm hoa nhưng mà tôi chưa biết chăm hoa, cho nên là tôi cũng không biết cung cách chăm hoa như thế nào. Nhưng mà tôi thấy rất đẹp. Vâng, rất đẹp thưa các bạn.